và các bạn thân mến, hôm nay thì ở xưởng mình mấy anh mình làm sửa cái chân vịt của cái chiếc cào sim ở Tiền Giang Vàm Láng đấy các bạn. Đây, chiếc này là nghề cào sim ha. Đây, ở khu vực Vàm Láng đang lên đà sửa chữa đây các bạn. Thì đi lâu ngày thì bị hệ thống tụt lắp, anh mình đã rút ra sửa và giờ đang đút vô các bạn. Đây, giờ mình nhau mình xem mấy anh mình đút lắp vô và làm những công việc cần thiết để mà sửa chữa chiếc ghe tàu cá. Đây, thì chiếc này được cái mê được lắp xi măng các bạn. Chiếc này kích thước của nó là 5,5 m, dài 21 m các bạn. Rồi lấy trên ngàn cây đá và được lắp xi măng. Đây, ở ngoài phía sau lái thì mấy anh mình đang đút lắp vô đây. Đây là phần mũi tàu đấy các bạn. Đây. Mũi này thì gò má cũng không xệ mấy ha. Đấy. Mê thì mê lắp xi măng. Phần trước này thì chắc đụng gì đấy bạn. Chắc có va chạm gì đó, cho nên bị tróc, cho nên chú mới lắp xi măng lại nè. Cái phần này phần mới lắp nè, mới tinh nữa bạn. Cái phần này bằng cũ, phần này bằng mới ha. Đây. Ở dưới đó thì đa số thì bị ủi các bạn, ủi vô bờ vô cạn rồi đó, bị tróc xi măng, đây giảm giá lại bắn đĩa rất là nhiều này, đấy, không là sao mà lỗ lỗ rồi ha, bề ngang nhìn ở phía ngang nhìn ngang thì cũng khá là đẹp, đây còn sau thì xe cẩu mấy anh em mình đang đút láp này, đây. Như ở ngoài sau lái này các bạn, đây dân dịch, đây dân dịch thì dân dịch cũ mấy anh em mình dọn sơn lại ha, cái phần ngoài tổng thể ngoài sau lái đây, đây chiếc này thì chú mình là lắp cái động cơ Cummins N14 các bạn, cho hộp số tính tua, lắp thì lắp 102 dân dịch nhôm 4 cánh dân dịch 2S40 các bạn, giờ thì anh em mình đang tiến hành rút vào đút vô, đây. Cái này lên được thao thùng thôi. Mày có lấy cái đẹp đi tao bỏ đâu nhỏ. Đó nhỏ. Đây, càng đút vô rồi các bạn. Đây, còn trao dung dịch này. Dịch mài sơn lại rất là mới luôn. Mày có lấy cái đẹp đi bỏ đâu nhỏ. Cái này đút vô xong là anh em mình sẽ hạ thủy luôn ha bạn. Đây 2-4 thợ rồi. 4 thợ đây ông thợ chậu nè. 5 người ha. Đây 5 người. Rồi xả cái bà gì xe chậu luôn rồi. Xả cái chậu dùng luôn rồi. Đây là phần ở trên trước đây. Còn ở sau lái này. Đây. Hai cái nè này. Đây, kéo đây mà. Đây. Giờ anh em sẽ rút vô ha, rút còn khoảng mét mấy nữa. Đây, vô đây khá là nặng rồi, tiểu quăng này khá là nặng rồi mà. Đây xả cho nó tuột ra, bây giờ thì mấy anh em mình đang cực lực rút vô các bạn. Đây chân vịt này là chân vịt nhôm 2,4 m 4 cánh, đấy chạy hộp số 9 tua, máy thì Cummins N14. Đấy. Cái này bây giờ là đút vô rồi đút bánh lái luôn các bạn, anh em mình sẽ hạ thủy luôn ha. Đây, còn cảnh đó anh em mình đang làm này, cái đang làm trên nề đấy. Đây, bây giờ là tới phần đút bánh lái mà cái lá chân vịt anh kéo vô rồi đây. Bây giờ là tới rồi phần đút bánh lái vô. Đấy,
xe cẩu đưa qua này, anh bộ vô cái phen bánh lái, anh tút đút bánh lái này. Đây bánh lái rất là dài nữa mày. Ở trong anh đang đục đóng cái mặt tô, cái cù tô ở trong các bạn, đang ráp cù tô ở trong này ha. Thông đã nè. Tụt ra, tụt ra, lắc ra. Lắc ra 5 phân. Đủ chưa, không rõ hả? Nó không rõ kịch kịch. Đây là phần ở trên bon tàu đấy các bạn. Đấy. Con tàu nhìn nó khá là rộng ha. Đấy. Cái này là cái bậc thun cũ đây. Phần thun cũ chú bỏ ra này, thay ra này. Đấy, cái cù tô cũng vậy luôn, thay cù tô mới. Đây, mình cùng nhau xuống khoang máy mình coi mấy anh mình ráp cái cù tô ha. Đây là phần ở ngoài sau lái này. Rồi bà đặng sắp lại chú. À, sắp đạn lại rồi, đạn cũ sắp lại rồi. Lấy bà đạn này rớt ra lấy bỏ bò dán lại nè. Đây còn phần này ở dưới đây mấy anh mình đang đút bánh lái vô nè các bạn. Cái cù tô đây. Đây là có trong khoang máy nè. Con máy Cummins N4 nè. Đấy. Nắp đỏ, nắp sọc đỏ này. Đây xuống phòng hộp số này. Số T 9,5 nha bạn. Đây là anh Thuận đang đục cái cù tô này. Tạo cái gì? Tạo chìa khóa. Chặt xít nó cứng luôn. Đây còn cảnh cái khoang máy này. Đấy, này đang bị phi nhựa hả bạn? Phi nhựa, phi dầu, phi nhựa chứ phải là composite ha. Bình đề rồi nè. Đây. Đây là máy đề. Tập máy hơi rồi. Rồi, cùng nhau ra ngoài nha mọi người. Cái này lát chắc phải xuống máy, xuống canh máy lại quá ha. Đúc sát vô gá là hai con rồi hả Thông? Đâu sụp đâu, chắc không sụp đâu. Đây, cái này hạ thủy rồi mấy chú mình sẽ canh máy lại ha. Đây. Ở trong đục xong giờ kéo cái lắp vô luôn, cái lắp sát vô mình mới đúc cái bánh lái được ha. Đây, anh mình đang kéo vô nè. Đây, kéo vô nè. Kéo sát luôn, gần đủ rồi. Thôi đủ rồi, trong sát rồi. Rồi giờ đút bánh lái nè. Rồi, canh ngay cái lỗ rồi. Rồi rút lên nè các bạn ơi.
Rồi dưới rồi, đẩy lên trước á. Tự nha, đánh rồi đó. Đẩy lái lên trước mới được. Bị gãy vậy nè. Rồi tụt xuống rồi. Lấy cái ba lan hay kéo lên trước mới được. Đây, anh lấy ba lan kéo vô mà. Thầy cứ ngập mênh mông luôn này. Bỏ này cứ ngập này. Đấy ngay lại này. Kéo vô nó ngay lại kéo lên rồi. Dài các bạn, chỗ đó anh mình có đào cái hố chỗ đó mà, cái hố âm xuống à, chứ không đào hố là đụng đất là đút lên không được ha, đút ra cũng không được mà đút vô cũng không được các bạn. Đây anh đang rút vô này, hết thuyền rồi, hết ba lan rồi, hết cáp rồi. Hết cáp luôn rồi. Đây, đang nhóm lên này. Đấy, lên rồi đó. Quá xéo rồi nè. Đây quá xéo đó, lên đó. Lên xíu nữa trên kiểu bấm đây luôn. Có người canh trển á. Quá, quá xéo rồi. Quơ cần ra, quơ cần ra. Rồi xúc cáp luôn rồi. Đã đời luôn. Tôi gai rồi. Đây. Còn chút xíu nữa em à. Chút xíu nữa mà lên không nổi nè. Đây cáp xéo xẻo luôn nè. Tạc cáp mà xe cẩu, tạc cáp mấy cái độc cáp nó hết rồi nè. Đây. Này đai gỉ ra không mà đâu có thế lên. Đây bây giờ còn tầm khoảng 1 tấc nữa thôi. Kéo lên tầm khoảng 1 tấc nữa mới đúng đủ chỗ mà. Đúng chỗ rồi mới bấm lại, mới ráp ở trên được. Đây, mình đang lập thế này. Như vậy là muốn hoàn thành rồi. Đây, còn bên cái phần mà hạ thủy kéo cáp, mấy anh mình đã kéo xong rồi nè. Cái đường ray mình vô nhớt rồi nè. Đây các bạn. Đây, mình tha nhớt vô hai đường ray hai bên này nè. Đây là cái này trước nè các bạn. Còn kia là cái này sau ha. Đấy. Cáp đây, đây có con cáp các bạn thấy không, con cáp truyền xuống này. Đấy, là một lát anh em mình sẽ kéo hạ thủy các bạn. Như vậy là xong các bạn, kéo lên sát rồi ha. Đây, anh thợ đang mở xiềng nè. Đấy, sát lên vậy rồi, xong rồi, vậy là hoàn thành rồi. Đúc bánh lái chuyên dịch, lắp. Giờ thì nổ máy, hạ thủy các bạn. Bây giờ anh mình chuẩn bị nổ máy để mà hạ thủy. Rồi, khởi động máy nha. Thủy chiếc về phía sau ha bạn. Đây cáp, ăn cáp ở đây.
phía sau mình xem hà thủy ghe các bạn. Đây, gỡ thang ra rồi, cái thang đi lên xuống thì gỡ ra rồi, giờ chỉ còn hạ thủy. Đây, còn dính cọng dây gì mình xem phía sau rồi. Đây, thẳng cáp rồi, căng dữ lắm em ạ. Đây, rất là chuyển cáp, rất là ghê luôn. Cái ghe này mê xi măng rất là nặng luôn các bạn. Đẩy, ôi, chạy rồi, nhích đựng cái rồi. Chiếc này thì mê xi măng rất là nặng các bạn. Đây, rồi, chạy luôn rồi. Rất là ghê luôn. Đây, chạy trơn rất là nhiều các bạn. Rồi, vậy là hai thứ thành công rồi các bạn ơi. Đây, chịu dây lại. Đậu đâu đây, đậu đâu, canh máy lại nè. Nè, hạ thủy xong rồi mấy anh mình sẽ canh máy lại, canh nền máy lại các bạn. Đấy, canh nền máy lại rồi mới chạy thử ha. Chắc nước này chắc tấp lên trên đó rồi. Tấp lên cây cột, cái cầu đó ha. Đấy. Đậu cầu này nè, cho tấp xuống đây luôn được không? Cột cây dây câu vô đây nè. Đây, giờ thì mấy chú mình giờ vô bến nha bà. Giờ vô bến thì mới canh nền máy lại. À, không biết đậu đâu đây, hai bên này. Đây, chú mình cập lại, bữa nay là ngày thứ hai của chiếc ghe này hạ thủy các bạn. Đây, giờ chú mình là đang chuẩn bị xiết chân máy lại này. Thì sáng giờ anh canh rồi ha. Canh rồi, bữa nay thì bây giờ thì đang xiết chân máy gì lại châm nước ngọt cho nổ. Đây ngoài sau lái này. Tại mấy chú còn làm còn dọn dẹp nữa. Mấy còn ở dưới khoang máy này. Rồi rút điện hay gì tối rồi anh Tý? Rút điện đó hay gì tối thui rồi. Đấy. Thì xiết chân máy rồi hả anh? Rồi. Rồi. Vậy là châm nước ngọt nữa là ok phải không? Nó cũng xí à, không có nhiều. Dạ. Mình chế rồi thầy chạy con thử. Đây. Rồi, xong rồi không? Rồi. Dạ, ai đây châm nước ngọt phụ chú cái đưa cái ống lên chứ. Dạ. Đưa ống lên. Dạ. Cái ống chỗ có lỗ trước. Rồi giờ còn châm nước ngọt đó nha bạn. Để đợi mấy anh mình châm nước ngọt đi rồi không ấy. Cái ống xanh xanh đó, trên đầu nước ngọt đó, ông rút lên, chèn lên. Đó, đúng rồi đó. Em đâu? Đúng đầu chai đó, đúng rồi. Đầu trên đầu đút vô đầu nước. Hả? Ai hút? Hả? Chạy luôn. Thầy chạy xuống kiểm tra nổ máy, khởi động máy. Khởi động máy hả? À? Khởi động máy. Đấy, lấy dèo ro trời ra. Rồi anh mình mở dây ra đây. Rồi tới luôn. Giờ là chạy thử nha mà. Đây, mở dây chưa vô số gì đây mà trường tới đây nè. Mở nửa dây này nè. Nửa dây này vô xuống rồi. Này mở cái mũi, mở cái lái em à. Cái này thì chú mình còn xài bô ngang ha. Đây bô ngang. Wow. Rồi.
dây hết rồi mà. Chừng đáy rồi chú ơi, chạy mấy trong đáy đi, mấy trong đáy đi đúng rồi. Mấy phao đáy. Chạy xỉu qua bùn xanh á. Chạy xỉu bùn xanh á rồi, bắt xỉu bùn xanh. Bị đè gì không? Đây, chúng đang quanh đây các bạn. Động cơ của pin N14, con số 9 tua, chỉ dịch 2m4, 4 cánh, dịch dơm các bạn. Đây. Wow, không nước. Qua dữ rồi. Đây, ngoài phía sau đây các bạn ơi. Máy bạn 1600 ra và chạy chương trình thì ngoài số lái cũng khá là im đấy. Giờ anh đang quanh lại, đang chạy về bến rồi mà. Chạy rất là ok. Đây là trái phao luôn.
can đảm dữ không? Anh em luôn luôn nó hở vậy à. Vô số là im im chứ không. Đi mà có điện. Vô cái con ốc bò hổm mở ra hả? Ốc bò hổm nó mở ra. Có, nãy mình ai nhớ mình nhận con tán vô á. Về tới bến xưởng nhà rồi các bạn ơi. Giờ thì anh ghé vô ha. Canh máy kéo lên làm sửa chữa rồi hạ thủy canh máy canh nền máy lại rồi thì phải chạy thử như vậy các bạn. Đây. Ơ cặp xu gì luôn lắc mình về luôn à. Chứ về bắt cái xong về luôn. Ừ. Còn bắt gì nữa anh? Nó cái sạp cái nữa mà. À. Bây giờ về lái tí tí. Hả? Đi lái. Rồi. Quay dây. Đi ơi, chạy về lái thấy luôn con. Đấy á, con muốn đi. Đây là chạy thử kết quả cũng rất là ok các bạn. Chạy im ái thì cũng rất là mừng ha. Đây. Thường làm xong chạy thử im ái rồi bàn giao rất là mừng. Đây. Chủ cũng mừng các bạn. Rồi giờ thì anh em mình buộc dây lại về bến nè. Đây đấy là quy trình anh em mình hạ thủy và chạy thử tàu cá đó các bạn. Rồi cảm ơn bà con và bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại vào những video tới. Bye bye.